khoảng 8 mà có cái anh là vào đẹp trai to cao rồi xong rồi cầm một bó hoa đứng cô ở trên tầng 3 nhìn xuống đúng không? Xem trong quảng cáo này á. Đứng lên không chịu xuống. Bắt đầu thấy có một cái anh đen này, vừa thấp này, đen xấu chí. Rút trong túi cái kẹo sinh cung cu le nhá. Đưa ra ăn một thoát thổi một thoát nụ hôn bay lên tầng 2. Chút vật ngã ra giường luôn. Vật ngửa ra giường luôn đúng không? Nếu một con trai như thế làm vào tháng 31 cái. Đúng không? Ok chưa? Quảng cáo nó không thật. Và cái gì mà nó ấy là đấy, mà quảng cáo này nó rất là đắt tiền này. Một giây như thế là phải hơn triệu mấy rồi. Một ngày là quảng cáo nhiều lần, đúng không? Một ngày quảng cáo nhiều lần này. Đó là chi phí rất nhiều rồi. Tiếp thì là phải thuê chân dài đúng không? Nên là những em xinh ngoài trắng mà thuê thì phải mất tiền, đúng không? Khuyến mại này, khuyến mại là mua 1 tặng 2 tính tiền 3. Đúng không? Khuyến mại ví dụ như cái chai nước mắm khoảng 17.000. Nhưng mà bây giờ giảm xuống 15.000 tặng thêm cho cái bát. Cái bát này bát 2.000 với cộng lại với đúng 17. Chị xã không? Đúng không? Đấy. Nên là anh em ấy là cái khâu quảng cáo này, khuyến mại này nó chiếm đến 30-40%. Đúng không? Và tổng cộng lại cái khâu này chiếm 70-80%. Khâu trung gian, đúng chưa? Và người tiêu dùng là phải chịu 100% giá cả sử dụng sản phẩm, đúng chưa? Cái chai CA trên này nó chỉ lấy 2.000, nhưng qua đây 3, 4, 5, 6, 7 rồi bắt đến đây bán 10.000, anh em mình mua 10.000. Và có đến có những chỗ là khu nghỉ dưỡng hay là chỗ nào mà du lịch ấy, người ta chém khoảng là chai 20.000 là tăng lên là 200%, đúng không? Chị chào không? Đó, và cái này là chúng ta biết này, kinh doanh có hàng nhái này, hàng kém chất lượng nó trà trộn vào đây, đúng không? Chị chào không? Ví dụ nó đơn giản lấy tâm lý người kinh doanh của Minh chẳng hạn, Minh là đang nằm ở đây, đúng không? Minh nhập từ em cái lốc bò húc chẳng hạn, đúng không? Em là nhà sản xuất chính, rồi là chính hiệu đấy, lấy 30.000. Nhưng bây giờ anh là giả nhái, anh lấy khoảng 10.000. Với tâm lý của kinh doanh thì em có nhập không? Có đúng không? Có để kiếm lời. Thế có phải là hàng nhái nó vào đây không? Cái chất lượng ở đây không? Đúng chưa? Nhưng bây giờ có một mô hình kinh doanh mới, đó là kinh doanh theo mạng. Anh đang làm và đang giúp tất cả anh em đang làm. Anh ngồi đây như người doanh nghiệp, anh trên toàn quốc đang làm, 3-4 tỉnh thành đang làm. Ok, là kinh doanh theo mạng. Nó từ nhà sản xuất, ví dụ như cái sản phẩm này sản xuất từ bên Mỹ này, chu trình khép kín, ok chưa? Nó chuyển về Việt Nam, Việt Nam ở đây và 158 quốc gia trên toàn thế giới, em hiểu không? Đấy. Và từ Việt Nam, từ cái công ty này đến là nhà phân phối, nhà phân phối giống như anh và tất cả anh em ở đây. Thì các em lúc nào vào làm là trở thành nhà phân phối, ok chưa? Và từ nhà phân phối đến tay người tiêu dùng, ok chưa? Và phần trăm ở đâu? Phần trăm 70-80% chuyển vào đây, nhà phân phối theo cấp bậc, để hưởng phần trăm, ok chưa? Và ví dụ như em từ đây đến nhà phân phối đến tay người tiêu dùng có hàng nhái vào đây, không bao giờ có mã số mới là mua được cái thế này, không phải là ai mua được sản phẩm này. Đó, ví dụ như là bông làm rồi mới là có mã số để mua sản phẩm để dùng và chia sẻ lại cho em dùng cảm thấy tốt, nếu mà em muốn mua giá trị thì em lại hợp tác để làm việc ở cùng nhau kinh doanh, em hiểu không? Đó, đây từ nhà phân phối ở đây rồi, ok. Cái mô hình này được đánh giá là một trong những cái ngành nghề thông minh nhất, một trong những ngành nghề bây giờ cơ hội tuần lễ nhất trong lịch sử loài người về kinh doanh theo mạng. Đó, và có mấy quyển sách đây, anh giới thiệu cho xem mấy quyển sách luôn. Tại sao là người ta làm ngành nghề này và bây giờ ngành nghề này là phát triển? Anh phải nói có sách mách có chứng, không có nói xuông thì các em bảo là anh Nam nói linh tinh. Đây, quyển sách đây, đây sách của anh. Cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người. Em bao giờ đọc được quyển này chứ? Chưa đúng không? Tủ sách chuyên nghiệp về kinh doanh theo mạng. Có phải kinh doanh theo mạng? Tại sao người ta nói cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người là kinh doanh theo mạng? Tại sao không nói là ngành lái tàu như anh này, điều khiển tàu biển này, hay là ngành quản trị kinh doanh như em này? Em ngành quản trị kinh doanh này, không phải là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người đi. Và trên thế giới này có hơn 200 ngành nghề đúng không? 200 ngành nghề trở lên. Nhưng tại sao người ta đánh giá cái này là cơ hội thuận lợi nhất? Đúng không? Thì có phải là nó thông minh ở chỗ này không? Đấy, rồi tiếp tục. Đấy, ngành nghề từ nghèo khổ đến giàu sang. Giới thiệu những bí quyết kinh doanh theo mạng thành công nhất. Tại sao không phải là từ nghèo khổ đến giàu sang giới thiệu những bí quyết là phù hồ thông minh nhất nó? Hay là kinh doanh, gọi là quản trị kinh doanh nó thông minh như không? Hay sư phạm hay là công an gì đấy? Em hiểu không?
đó là anh đang nói đến là cái sách viết về ngành nghề này rất phát triển. Rồi rồi có một cái quyển này đó là Dạy Con Làm Giàu. Cái Dạy Con Làm Giàu này của tác giả Robert Kiyosaki, một trong những là người giàu được mệnh danh là cha của những người giàu đó. Và ông này là viết ra quyển sách Dạy Con Làm Giàu có 13 tập và đã làm thay đổi hàng triệu người trên toàn thế giới về hoàn cảnh và chất lượng cuộc sống. Ok chưa? Và ông ta dành ra một cái quyển tập 11 để viết về cái ngành nghề kinh doanh theo mạng này. Viết này: Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác. Có phải anh đang nói chuyện với các em đâu, có phải là đang giúp đỡ các em hay không? Không, không phải anh nói chuyện xong là các em này đưa cho anh 100 bạc hay là vài chục nghìn để anh ra uống nước đâu, không có đâu. Mà anh đang nói chuyện với các em đó là miễn phí, free, để giúp các em hiểu về cái ngành nghề này. Có thể các em hiểu ra là anh em mình là đối tác, là hợp tác, làm việc. Em hiểu không? Đây. Và một trong những người là có nền ảnh hưởng đến kinh tế của Nhật Bản. Các em đặt các câu hỏi, Nhật Bản là một nước tài nguyên khoáng sản ít, đúng không? Các em học kinh doanh anh nghĩ là các em biết. Tài nguyên khoáng sản ít, sóng thần đồng đất núi lửa nhiều. Nhưng tại sao nền kinh tế họ luôn là phát triển được mệnh danh là con rồng châu Á? Bởi vì ở Nhật Bản là có 90 đến 95% là làm kinh doanh theo mạng rồi. Cái ngành nghề này áp dụng vào cái ngành nghề này. Ok chưa? Các em có hay xem phim Hàn Quốc không? Phim bên nước ngoài có nhiều người đang kẹp điện thoại alo alo như thế, đang nấu ăn đang kẹp điện thoại nói đến là có người gõ cửa cốc 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 đưa hàng đến cho mình không, cơm hay là đưa cái gì đến cho mình không? Đó là hình thức kinh doanh theo mạng đấy, nhớ đó, đó là hình thức kinh doanh theo mạng và hình thức thông minh nhất đó. Rồi có cái quyển này Bí Mật Thiên Niên Kỷ, bạn biết gì về điều bạn chưa từng biết, hay không? Anh đọc cái này anh đứng nói tay ai, cuốn sách hiếm có đặc biệt dành cho những ai muốn khám phá sự thật về ngành kinh doanh của thế kỷ 21. Có phải anh em mình đang sống trong thế kỷ 21 không? Phải đúng không? Đó. Kinh doanh theo mạng, nghề tương lai. Tại sao không nói là tất cả các ngành đi là nghề tương lai? Không nói là bao nhiêu nhiều ngành là nghề tương lai mà nói kinh doanh theo mạng, nghề tương lai. Có phải có cái gì nó hay ở trong này hay không? Đúng không? Có những cái gì nó để làm ở trong này hay không? Ngành nghề tương lai. Anh đọc xong quyển này, đằng sau này anh xem người nổi tiếng nói về MLM. MLM viết tắt của tiếng Anh đó là Multi Level Marketing, là kinh doanh theo mạng hay kinh doanh theo hội nhập. Đấy. Tiếng Anh ấy, Multi Level Marketing. Rồi, em biết ông này không? Em biết ông này không? Học quản trị kinh doanh cho anh ấy, không biết ông này mới là lạ đấy, đúng không? Yeah. Bill Gates là một trong những là tỷ phú của thế giới, giữ kỷ lục đó là 4 năm liền giàu nhất thế giới. Sau đấy là ông Carlos Slim, người Mexico, là bên cái ngành nghề đó là viễn thông ấy, là ông ta đứng đầu, bây giờ ông này đứng thứ 2. Nhưng mà đến tính từ ngày 15 tháng 5 ông này lại lên đứng thứ nhất rồi. Bill Gates 2013 đấy, 15 tháng 5 đây đấy, gần đây đấy, ông này lại lên đứng thứ nhất. Và ông này nói như thế nào về kinh doanh? Giờ mình quan trọng ông này nói gì về kinh doanh thôi mà. Ông này nói này: nếu có cơ hội làm lại từ đầu, tôi sẽ chọn kinh doanh MLM. Ông Bill Gates ông nói là nếu có cơ hội mà làm lại từ đầu ấy, ông sẽ chọn kinh doanh MLM. Đó, để chúng ta biết được, ví dụ như anh nói thì có thể là 1, 2, 3, 4, 5 năm anh em mình đấy có thể ảnh hưởng luôn, là nghe được. Nhưng mà ví dụ một cái chủ tịch trà, đúng không? Ví dụ chủ tịch trà từ xã em hoặc là phường em, đúng không? Từ xã em chẳng hạn, nói thì cả xã nghe được. Nhưng mà chủ tịch nước, cả nước nghe được, đúng không? Nhưng mà ông này nói có phải cả thế giới nghe không? Ông đang nắm cái nền kinh tế vững mạnh nhất thế giới mà không nghe thì sao? Đúng không? Đầu óc mà. Và ông đánh giá ngành nghề này nó rất phát triển. Và ông thứ hai đó, ông Donald Trump, một trong những tỷ phú bất động sản thế giới. Ông Trump đây là ông xây một cái tòa nhà lên cái chỗ, cái nền móng tòa tháp đôi bị Philadelphia đánh gãy vào năm tháng 9 năm 2001 ấy. Em biết cái sự kiện nào? Sự kiện này rất là nổi tiếng đấy. Philadelphia nó đánh gãy tòa tháp đôi đối diện với tòa nhà trắng của Mỹ ấy, là gãy luôn. Và ông này lấy cái nền móng của tòa nhà tháp đôi đấy xây lên một tòa nhà Trump, và được dát bằng vàng, dát bằng vàng ở trong nội thất ấy. Ở trong đấy được có nhiều cái là dát bằng vàng, cửa rất nhiều cái được dán bằng vàng. Và ông này sở hữu một con máy bay 100 triệu đô mang tên là Trung. Nội thất của máy bay được thiết kế là nội thất hãng Rolls Royce, mà các em biết là Rolls Royce nó đắt không? Đắt không? Đắt chứ, đúng không? Cái xe Rolls Royce này, ô tô này, các em nghe chưa? Siêu xe đấy. Đó, được thiết kế và ông sở hữu cái máy bay đấy. Và ông ta đánh giá một câu như thế này: nếu tôi mất tất cả và phải làm lại từ đầu thì tôi sẽ chọn công ty MLM tốt nhất để làm việc. Tầm cỡ không?
Ông nói là nếu mất tất cả là phải làm lại từ đầu sẽ chọn một công ty MLM tốt nhất để làm việc. Chưa nói là công ty Forever Living hay là công ty lâu hồi, nhưng mà ông nói là chọn một công ty tốt nhất để làm việc. Đúng không? Đó để các em biết được là những người này đánh giá thì mình không thể. Đúng không? Và những cái gì mà thế giới đã công nhận thì mình không thể phủ nhận nó được. Đúng không? Ví dụ như cái định lý Pythagore anh em mình học rồi đấy. Nó như thế là nó đúng rồi. Như thế là nó hoàn toàn đúng rồi. Giờ mình không thể cải lại là, à cái định lý Pythagore là nó phải như thế này, như phải thế kia. Nó không phải, đúng không? Chứ ông này nói ngành nghề này phát triển, nó ngành nghề này nó đánh giá nó hoàn toàn. Giờ mình nói là cái này vớ vẩn, không phải. Đúng chưa? Đó, để anh. Và có rất nhiều người nổi tiếng nói về ngành nghề này. Đấy, đây là quyển tập 1, quyển 1. Còn có rất là nhiều quyển tập 1, quyển 3 này, tinh hoa kinh doanh cho mà. Đó, rồi có cái quyển này này, tập 1, quyển 2 là kinh doanh cho mà, phát minh vĩ đại nhân loại. Và sau này có anh rất ngạc nhiên và anh rất tự hào khi anh đang làm cái ngành nghề này và khi anh đang hợp tác với tập đoàn Forever Living. Bởi vì các em biết đương kim tổng thống Barack Obama 2008-2012 đang làm kinh doanh thương mại. Đúng không? Tổng thống Barack Obama đang làm kinh doanh thương mại. Có phải là đáng tự hào mình đang làm cái ngành mà ông Barack Obama đang làm không? Mà các em nghĩ là ông này có thiếu tiền không? Thiếu địa vị không? Thiếu danh dự không? Tại sao ông ta làm? Thông minh ở chỗ nào? Đắt là anh sẽ chỉ cho. Ok nhé. Và anh, các em biết là ông này đang giữ chức vụ là tổng thống Barack Obama là giữ tổng thống nó là năm 2012 đến 2016, hai nhiệm kỳ liên tiếp luôn đấy, hiểu không? 2008 đến 2012 này, và bây giờ 2012 đến 2016, bây giờ làm được một năm rồi, tầm cỡ không? Đặt ra câu hỏi tại sao ông ta làm kinh doanh cho mày? Ok chưa? Rồi lát này anh giải thích nhé, nhớ nhắc anh để anh giải thích cho tại sao là Barack Obama làm kinh doanh cho mày. Và anh em mình rất tự hào, rất vui và rất may mắn được hợp tác và biết được môi trường này, làm quen môi trường này để làm cùng ngành với Barack Obama. Còn anh nói thật cho các em học quản trị kinh doanh chưa chắc đã vào làm được quản trị kinh doanh. Anh nói thẳng thế thôi. Đúng không? Anh nói thẳng luôn đó. Chưa biết có xin được việc không ấy. Đấy. Nhưng mà các em đang có cái cơ hội để tiếp cận với một cái ngành nghề mà Tổng thống Barack Obama đang làm. Thì các em đó là niềm tự hào của các em. Có đầy người không biết. Bạn đề làm rồi giới thiệu thì không phải là quảng cáo đấy, ngành nghề này không phải quảng cáo đâu. Ok chưa? Rồi ngành nghề xong rồi, giờ các em biết hình thức kinh doanh như thế này chưa? Rồi nhá, để anh chỉ cho nhá. Giờ đặt ra câu hỏi, vào đây kinh doanh như thế thì cái sản phẩm này nó có tốt không? Đúng không? Các em có đặt ra câu hỏi như thế không? Nếu mà sản phẩm không tốt thì làm sao kinh doanh được, đúng không? Rồi, nếu bắt đầu giờ nói hỏi sản phẩm có tốt không? Thì bắt đầu mình hỏi ngược trở lại, nếu sản phẩm không tốt thì có tồn tại được 11 năm hay không? Nếu sản phẩm không tốt thì có tồn tại được 158 quốc gia hay không? Đúng không? Nếu sản phẩm không tốt có tồn tại trên thế giới 35 năm hay không? Ok chưa? Các em hình dung chưa? Và nếu sản phẩm không tốt thì